Hải Phòng đã chơi tốt và Văn Toản cực kỳ xuất sắc. Oceania và sẽ có thêm một quả đá phạt 11m nữa. Và lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, hậu vệ của câu lạc bộ Hải Phòng để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Trước đó là Trịnh Văn Lợi và bây giờ là Hoàng Hải Dương, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. Cản phá được Omar và bây giờ là Vũ Samson. Không mắc một sai lầm nào của Vũ Samson để có bàn thắng san bằng tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số được san bằng 1-1. Bàn thắng thứ tư của Hoàng Vũ Samson tại V-League năm 2019. Bây giờ thì tới lượt các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội có cơ hội.